Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của VTV Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 1 năm 2015 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thị xã Ngã Bảy Hậu Giang được công nhận là đô thị loại 3. Thành phố Cần Thơ khởi công xây dựng cầu đi bộ đầu tiên. Sạt lở ven biển đồng bằng sông Cửu Long, một những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Dạ, em lo lắng mà, sợ là không có chỗ ở luôn. Pháp mở cuộc điều tra hình sự về máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia. Bây giờ là những nội dung chi tiết. Nhân chuyến công tác tại các tỉnh thành Tây Nam Bộ, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Đoàn đã đến tham quan một số mô hình nuôi tôm công nghệ cao, các công trình dự án trọng điểm và điểm di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn. Tại công ty Việt Úc Bạc Liêu và công ty Hải Nguyên, hai doanh nghiệp hiện đang sở hữu những công nghệ và quy trình nuôi tôm có năng suất rất cao, 250 tấn một hecta một năm. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã lắng nghe những kiến nghị, đề xuất về chính sách hỗ trợ đối với những doanh nghiệp có quyết tâm đầu tư nuôi tôm bằng công nghệ mới với mục tiêu nâng tầm chất lượng con tôm Việt. Năm qua, công ty Việt Úc đã sản xuất hơn 15 tỷ tôm giống, trong đó chỉ riêng Việt Úc Bạc Liêu sản xuất trên 6 triệu con. Hiện tại, đơn vị đang triển khai nhân rộng dự án nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kính với quy trình sản xuất hoàn toàn khép kín. Theo mô hình này, cứ mỗi 100 mét vuông mặt nước ao nuôi, đầu tư 60 triệu đồng, sau 3 tháng chăm sóc, người nuôi tôm có thể đạt lợi nhuận từ 30 đến 40 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả các đơn vị nuôi thủy sản công nghệ cao đạt được, nhất là mô hình nuôi tôm do đơn vị nghiên cứu sản xuất cho thấy hiệu quả bền vững. Đồng chí cũng gợi mở đơn vị nên có sự phối hợp với địa phương tích cực xây dựng mô hình nuôi tôm quy mô nhỏ nhưng theo quy trình công nghệ chất lượng cao. Trong ngày, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân cũng đến thăm dự án Điện gió Bạc Liêu và khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, nhạc sĩ Cao Giang Lầu. Tối hôm qua, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã đón nhận quyết định công nhận trở thành đô thị loại 3. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh thành trong khu vực đã về dự. Lễ công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại 3 diễn ra trong thời điểm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm hình thành Ngã Bảy Phụng Hiệp và 10 năm thành lập thị xã Ngã Bảy. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của đô thị 60.000 dân. Bằng việc tranh thủ nguồn vốn đầu tư của tỉnh và trung ương cũng như vốn của các doanh nghiệp và người dân, những năm qua, thị xã Ngã Bảy đã xây dựng tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. Sau 10 năm thành lập, sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, thị xã phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,8%, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 5 lần, từ 8 triệu đồng năm 2004 lên 39,7 triệu đồng năm 2014. Trở thành đô thị loại 3 sẽ là lợi thế cạnh tranh để thị xã Ngã Bảy nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung, góp phần cùng với cả nước vững bước trên con đường hội nhập. Như chúng tôi đã đưa tin, thực hiện chương trình Tết vì người nghèo và nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương, sáng nay đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đến tặng quà tại tỉnh Sóc Trăng. Đoàn đã tặng tiền xây dựng 15 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho thị xã Vĩnh Châu, các huyện Trần Đề và Cù Lao Dung, mỗi địa phương 5 căn. Đối tượng là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, có con em đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại vùng biên giới, biển đảo, trị giá mỗi căn nhà là 40 triệu đồng. Riêng 100 hộ nghèo tại phường 2, thị xã Vĩnh Châu, mỗi hộ được nhận quà Tết 1 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo trong dịp vui xuân đón Tết năm nay. Năm 2014, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã đầu tư hơn 567 tỷ đồng để xây dựng các công trình điện ở tỉnh Sóc Trăng. Công trình trọng điểm là đường dây 110 kV Sóc Trăng-Vĩnh Châu vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong ngày hôm nay. Đây là công trình đường dây 110 kV và trạm biến áp 110 kV đầu tiên do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư, được thi công và đóng điện trong thời gian ngắn nhất là 259 ngày, vượt tiến độ về thời gian và đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật. Kinh phí xây dựng khoảng 203 tỷ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng đã giải quyết nhu cầu sử dụng điện gia tăng rất nhanh tại thị xã Vĩnh Châu, nhất là nguồn điện phục vụ cho nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp với diện tích khoảng 20.000 hectare. Công trình còn góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo khả năng cung cấp điện ổn định, an toàn và hiệu quả tại địa phương.
Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Tổng Công ty Điện lực miền Nam sẽ tiếp tục đầu tư thêm 1.300 tỷ đồng để xây dựng 6 công trình đường dây và trạm biến áp cho tỉnh Sóc Trăng. Riêng dự án điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp sẽ tiếp tục được đầu tư thêm 193 tỷ đồng trong năm nay. Hôm nay, thành phố Cần Thơ khởi công công trình cầu đi bộ từ Bến Ninh Kiều qua Cồn Cái Khế. Đây được xem là điểm nhấn cảnh quan tại khu vực Bến Ninh Kiều nhằm thu hút du khách trong thời gian tới. Đây là công trình giao thông cấp 3 và có kết cấu bê tông cốt thép bán vĩnh cửu, chịu được động đất cấp 6. Cầu cũng có khả năng chịu lực gia tàu theo quy định đường sông cấp 5, kèm với đó là hệ thống biển báo hiệu đường thủy, đường bộ. Cầu đi bộ có chiều dài khoảng 200 m, được xây dựng tại điểm cuối công viên Ninh Kiều mở rộng, cặp đường Hai Bà Trưng và phần đất đầu cồn tiếp giáp Rạch Cái Khế, quận Ninh Kiều. Bề rộng cầu 7,2 m, trong đó phần bộ hành 5,8 m. Phần trang trí mặt cầu có mái che hình hoa sen ở hai nhịp dừng chân, mái che lối đi giữa cầu, hệ thống cây xanh hai bên thành cầu. Trang trí cho cầu còn có hệ thống đèn LED màu được điều khiển theo những kịch bản khác nhau, tạo nên vẻ đẹp sinh động và hiện đại từ trong đến ngoài thành cầu. Tổng mức đầu tư cho dự án là gần 50 tỷ đồng. Công trình cầu đi bộ của quận Ninh Kiều thì đây là một cái chuỗi sự kiện của thành phố Cần Thơ lập thành tích chào mừng 85 năm thành lập đảng cũng như là kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Đồng thời cái cầu đi bộ này sau khi hoàn thành để tạo cảnh quan, làm tạo cái điểm nhấn cho thành phố Cần Thơ ở cái Bến Ninh Kiều, và đồng thời để kết nối giữa cái trung tâm là kinh tế của thành phố qua cái trung tâm là du lịch bên là cái cầu Cái Khế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con của thành phố Cần Thơ cũng như du khách đến thành phố Cần Thơ là tham quan rồi du lịch rồi để thưởng thức những cái nét độc đáo của cái Bến Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Theo dự kiến, công trình cầu đi bộ từ Bến Ninh Kiều qua Cồn Cái Khế sẽ hoàn thành sau 10 tháng thi công. Thông qua đường dây nóng của VTV Cần Thơ, chúng tôi đã nhận được khá nhiều cuộc gọi từ phụ huynh và học sinh phản ánh về sự lo lắng trước thông tin thành phố sẽ tiến hành xây dựng lại ngôi trường trăm tuổi Châu Văn Liêm, đồng thời di dời học sinh về trường Trung học Phổ thông An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phóng viên Hoàng Khoa đã tìm hiểu cụ thể về thông tin này. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân thì chúng tôi đã liên hệ với trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường đã từ chối cung cấp thông tin với lý do là chưa nhận được văn bản chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì rất nhiều em học sinh trong nhà trường đã biết về thông tin này. Dạ, chưa có thông báo. Em chỉ nghe từ các bạn, các thầy cô. Dạ, em biết cách đây cũng gần nửa tháng. Em nghĩ sao về điều đó? Em nghĩ... nó cũng có mặt tốt mà cũng có mặt xấu, nhưng mà thực ra thì em vẫn muốn ở trường này hơn. Trường mà mình dời đi rồi thì giống như không có điều kiện học tốt như trường hiện tại. Trường mình sân rộng, nếu chị dời vô kia thì trường nó nhỏ hơn, không có điều kiện để sinh hoạt vui chơi hơn. Mặc dù là chưa có văn bản chính thức, song thông tin này di dời và xây dựng mới của trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm đã khiến cho các em học sinh rất là băn khoăn. Để giúp cho quý khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh và các em học sinh có những thông tin chính thức về vấn đề này, chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Dự kiến là sẽ bắt đầu từ cái tháng 6 sẽ tổ chức đấu thầu, và đến tháng 9 của năm 2015 thì tiến hành xây dựng, cho đến năm 2017 thì sẽ đưa vào hoạt động. Việc di dời là di dời toàn bộ học sinh và toàn bộ cái hoạt động giảng dạy vào cái trường An Khánh trong là một năm học, tức là 2015-2016. Để năm 2017 xây dựng xong thì cái niên học 2017-2018 sẽ học sinh trường Châu Văn Liêm sẽ về chỗ cũ để tiếp tục học tập. Được xây dựng từ năm 1917, trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm tiền thân là Collège de Cần Thơ. Đây là một trong những ngôi trường được người Pháp xây dựng sớm nhất ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Qua nhiều lần sửa chữa, hiện tại trường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc dạy và học. Việc sửa chữa xây dựng mới ngôi trường đã được các sở ban ngành thành phố bàn bạc trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho những người đã từng gắn bó với ngôi trường phải trăn trở. Đối với việc sửa chữa này thì cô có cái đề xuất là giữ nguyên cái kiến trúc cũ, đồng thời là nâng lên nhiều tầng
để nâng cao cái giá trị sử dụng. Tôi mong là sau cái sự thay đổi này nó cũng giống như ở các trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, trường Gia Long, tức là Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh, và trường Lê Hồng Phong. Tức là thay đổi nhưng mà vẫn giữ một cái phần nào đó để những người mà lâu năm đi trở về đất nước này, gọi là những người mà có nhiều kỷ niệm ngôi trường, họ thấy vẫn chưa có thay đổi hoàn toàn. Sự có mặt của trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm từ khi hình thành đến nay đã đánh dấu sự phát triển của nền giáo dục trên đất Tây Đô. Việc xây dựng lại ngôi trường này là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, làm sao để cho các em có chỗ học thuận tiện và gìn giữ được kiến trúc của ngôi trường là điều cần được quan tâm. Hôm nay tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu vận tải hạng nặng trong đó Star đã vào quân cảng Cam Ranh an toàn. Trong nhiều giờ liền, các chuyên gia bơm nước vào các khoang để hạ chìm kỹ thuật, sau đó sử dụng hai tàu kéo để đưa tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng ra bên ngoài. Tiếp đó, các tàu kéo đã hoàn tất việc lai dắt tàu HQ-184 Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh an toàn. Đây là chiếc tàu ngầm thứ 3 được bàn giao trong tổng số 6 chiếc mà Việt Nam đặt hàng từ Nga. Năm 2014, hai tàu HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh sau khi về đến Việt Nam đã được làm lễ thượng cờ và đưa vào biên chế lữ đoàn tàu ngầm của Hải quân Việt Nam. Tàu Rondop Star chở chiếc tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng về đến vịnh Cam Ranh từ tối ngày 28 tháng 1, kết thúc chuyến hải trình kéo dài 1 tháng rưỡi, bắt đầu từ cảng Saint Petersburg của Nga. Đây cũng là tàu vận chuyển hai tàu ngầm trước đó về Việt Nam. Theo thông tin từ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn, sau khi điều tra nguyên nhân khiến trực thăng UH-1 bị rơi sáng thứ Tư vừa qua, đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không Không quân đã có kết luận chính thức. Trực thăng UH-1 đã phát sinh hỏng hóc nghiêm trọng hệ thống điều khiển trong quá trình bay. Tổ bay gồm 4 người đã cố gắng xử lý, nhưng do độ cao quá thấp dẫn đến tai nạn, khiến 4 quân nhân hy sinh. Toàn bộ máy bay trước khi bay huấn luyện đều được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên và trước khi bay cũng được kiểm tra hết sức chặt chẽ. Tất cả máy bay phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới được cất cánh. Tuy nhiên, khi có sự cố xảy ra, Bộ Quốc phòng sẽ rà soát, kiểm tra kỹ thuật theo đúng quy định với tất cả máy bay đang có, gồm trực thăng và máy bay chiến đấu. Chiếc trực thăng UH-1 bị rơi khi đang bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất, Trảng Bàng, Bến Cát, Tân Sơn Nhất. Điểm máy bay rơi cách điểm xuất phát khoảng 15 km. Chiếc UH-1 bị rơi được sản xuất năm 1970. Máy bay này được sửa chữa lớn lần 2 tại Mỹ ngày 1 tháng 7 năm 2012. Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, tối nay 31 tháng 1, VTV Cần Thơ đã chính thức ra mắt sân khấu cải lương chuyên nghiệp Qua Điều Đất Chính Trồng kỳ đầu tiên với vở diễn mở màn Quyền Sử Gạch Rầm. Chương trình vừa kết thúc cách đây ít phút trong sự hài lòng của đông đảo khán giả. Nhân kỷ niệm 230 năm chiến thắng Rạch Rầm Xoài Mút của Nghĩa quân Tây Sơn trên sông Tiền, vở Quyền Sử Rạch Rầm của soạn giả Quỳnh Anh được ban tổ chức lựa chọn là vở diễn mở màn cho chủ chương trình Qua Điều Đất Chính Rồng, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV Cần Thơ 1 vào mỗi tối thứ Bảy của tuần cuối tháng. Không phụ sự mong đợi của khán giả, vở diễn đã thật sự làm sống lại hào khí của Nghĩa quân dưới bóng cờ Quang Trung Nguyễn Huệ. Bằng ca từ đậm chất tráng sĩ và lối diễn chuyên nghiệp, hơn 20 diễn viên của đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang đã giúp khán giả hiểu hơn về sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. Hơn nữa, với sự chăm chút kỹ lưỡng trong từng chi tiết nghệ thuật như cảnh trí, đạo cụ và điệu bộ diễn viên, vở cải lương không chỉ thu hút khán giả lớn tuổi mà còn những người trẻ tuổi. Sau Quyền Sử Rạch Gầm, chương trình Hòa Điệu Đất Chính Rồng sẽ tái ngộ khán giả vào ngày 28 tháng 2 với vở diễn Sáng Mãi Niềm Tin của đoàn văn công quân khu 9. Chiều nay tại Kiên Giang đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Đỉnh Núi Trí Tuệ khu vực Tây Nam Bộ. Đây là chương trình đồng hành với cuộc thi giải toán qua Internet Fire Olympic năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hơn 1.000 thí sinh và cổ động viên đến từ các trường trung học cơ sở ở đồng bằng sông Cửu Long đã có mặt tại vòng chung kết khu vực chiều nay. Ở vòng thi này, mỗi đội sẽ có 5 thành viên lần lượt trải qua 4 phần thi, gồm khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Do được bổ sung nhiều bài thi hấp dẫn đầy kịch tính nên vòng thi đã tạo nên sức hút và hứng thú cho các thí sinh. Đây là năm thứ tư Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng FPT Telecom tổ chức cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại với các nước phát triển trên thế giới. Kết thúc vòng chung kết Đỉnh Núi Trí Tuệ khu vực Tây Nam Bộ, đội đến từ trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thuộc tỉnh Tiền Giang đã xuất sắc đạt được giải nhất. Thưa khán giả, trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao kết hợp với sóng to đang khiến tình trạng sạt lở ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp đường, cầu giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của hàng ngàn hộ dân.
Theo dự báo thì trong những ngày tới, gió chướng sẽ tạo điều kiện để sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền, trong khi chính quyền và người dân địa phương chỉ có thể khắc phục tạm thời. Tình trạng thiếu đê bao kiên cố bảo vệ vùng ven biển đã trở nên đáng báo động khi nhiều ngôi làng ở đồng bằng sông Cửu Long đã biến mất do biển xâm thực. Đây là những gì còn sót lại sau vụ sạt lở. Cách đây hơn một tháng, chỉ một đợt triều cường, sạt lở đã ăn sâu vào đất liền khoảng 50 mét, với chiều dài khoảng 3 km, phá hủy nhiều công trình giao thông nơi đây. Ước thiệt hại là hơn 1,5 tỷ đồng. Theo ngành nông nghiệp huyện Ba Tri, đây chỉ là đầu mùa gió chướng. Từ nay đến hết mùa gió chướng, còn rất nhiều đợt triều cường kết hợp với sóng cao và đất sẽ tiếp tục bị mất. Năm nào nó đảo giờ cũng có chục thước hết. Con lo dữ lắm, bây giờ cuộc sống người đây cũng dài con đất à, mà giờ có khi người không được nhiều nữa, giờ ai cũng lo lắng thôi, sợ là không có chỗ ở luôn. Chỉ với 70 mét kè tạm bằng bao cát và cừ dừa như thế này, người dân mất hơn 60 triệu đồng. Do kinh phí hạn chế, Ủy ban nhân dân xã và huyện chỉ tập trung sửa chữa khắc phục những nơi sạt lở ảnh hưởng đến công trình dân sinh. Còn những hộ dân có đất bị sạt lở phải tự xoay sở, vay mượn tiền để chống sạt lở. Để bảo vệ tính mạng và tài sản, nhiều gia đình phải chấp nhận vay nóng với lãi suất hơn 20% một tháng. Dù cố gắng, nhưng người dân vẫn luôn thua cuộc trước những cơn sóng dữ. Năm nào cũng giờ vô mấy chục thước vậy đó. Thì giờ lỡ lúc giờ đắp chịu hết nổi thì giờ bỏ tay luôn, chứ giờ sao giờ đợi nhà nước mấy ông giúp đỡ, chứ giờ là giờ chịu phép luôn, chứ đâu cũng không có mà làm kè la nổi. Năm nào cũng tiền không mà vô, năm nào cũng cả 10.000 cái bao vậy đó, làm mướn công vô đã đời cũng tiêu ta. Những dãy rừng phi lao được xem là thành lũy vững chắc trong phòng chống sạt lở, thế nhưng giờ cũng nằm ngổn ngang trước nắng gió. Hiện diện tích rừng phi lao bị mất luôn tăng mỗi năm. Hàng năm nơi đây có gần 100 hecta rừng phòng hộ bị sạt lở cuốn trôi như thế này. Vì vậy, việc chậm đầu tư tuyến đê biển kiên cố bằng bê tông cốt thép, không chỉ rừng phòng hộ nơi đây dần bị xóa trắng, mà đời sống của người dân sẽ trở nên khánh kiệt hơn bởi không còn đất sản xuất do sạt lở. Trước tình hình đó, thì Ủy ban huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận là vận động nhân dân là đắp bờ đê là tạm thời, trĩ bạt để ngăn chặn cái triều cường. Nhưng mà cái giải pháp này là không đảm bảo, nó chỉ chịu được dày của nước. Còn giải pháp mà căn cơ thì chúng ta phải làm bờ kè bằng bê tông cốt thép. Nhưng mà hiện nay với giải pháp đó thì tốn kinh phí là khoảng trên 50 tỷ thì chúng ta mới làm được. Với khả năng kinh phí của huyện thì cũng không có nổi, cần phải có trung ương đầu tư cái dự án là ngăn chặn cái triều cường này. Xây dựng tuyến đê biển kiên cố là điều mà người dân mong mỏi lúc này. Nhưng đê biển kiên cố thì vốn đầu tư rất lớn, là phải đầu tư đồng bộ. Trong khi chờ điều ấy thành hiện thực, đời sống người dân tiếp tục bị uy hiếp nghiêm trọng trước tình trạng sạt lở tiếp tục gia tăng như hiện nay. Những ngày qua, đường dây nóng của VTV Cần Thơ tiếp tục nhận thêm nhiều phản ánh của quý khán giả trên hầu khắp các tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngay sau đây là phần tổng hợp một số phản ánh đáng chú ý liên quan đến ngành điện lực. Điện yếu, đèn neon tăng phô điện tử thì mờ, đèn neon tăng phô thường thì không thể cháy dù đã có gắn ổn áp. Đó là tình trạng hơn một năm nay của hơn 50 hộ dân đang sinh sống tại hẻm 246/8 thuộc khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện của nơi này luôn ở mức thấp, người dân nơi đây đã nhiều lần liên hệ với điện lực nhưng vẫn chưa được khắc phục sửa chữa, dẫn đến sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Đó là phản ánh của khán giả có số điện thoại cuối là 868. Một khán giả có số điện thoại cuối là 700 phản ánh tại trường đại học Đông Bình 1, ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ có một cột điện trung thế bị nghiêng tại cổng sau của trường, ngay khu nhà tập thể của giáo viên. Cột điện hiện nghiêng khoảng 45 độ so với mặt đất. Các dây điện cũng vì thế mà bị chùng xuống, cách tường các phòng học gần đó khoảng 3 mét và đã nhiều lần chập điện rất nguy hiểm. Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần yêu cầu điện lực sửa chữa nhưng vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng này đã diễn ra gần một năm nay, khiến giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh hết sức lo lắng. VTV Cần Thơ mong rằng cơ quan có thẩm quyền sẽ can thiệp và sớm giải quyết thỏa đáng cho bà con. Chúng tôi cũng hy vọng rằng thông qua số điện thoại đường dây nóng 0710 378 2848 sẽ tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh thiết thực từ quý khán giả trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, khoảng 10 giờ 40 phút sáng nay, tại xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra một vụ hỏa hoạn làm thiệt hại 3 căn nhà dân. Được biết trong số này có một hộ thuộc diện hộ nghèo và hai hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong nhà đã bị cháy rụi. Hai căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn là của ông Nguyễn Văn Công, sinh năm 1968, và ông Hồ Văn Hòa, sinh năm 1979. Trên căn nhà của bà Trần Thị Chen thì bị cháy một phần. Do lúc xảy ra hỏa hoạn, không có ai bên trong nhà, nên khi người dân xung quanh phát hiện, thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Lực lượng công an, dân quân xã cùng người dân địa phương chỉ kịp dập lửa, ngăn không cho cháy lan sang những hộ liền kề, và phải gần một giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt mỗi hộ dân có nhà cháy rụi 1 triệu đồng và hộ bị ảnh hưởng 500.000 đồng. Hiện ngành chức năng đang thống kê thiệt hại, tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tiếp theo chương trình, Pháp mở cuộc điều tra hình sự về máy bay QZ-8501 của hãng hàng không AirAsia. Bayern Munich nhận thất bại đầu tiên tại Bundesliga kể từ tháng 10 năm 2012. Tin thế giới, truyền thông Pháp hôm nay cho biết nước này chính thức mở cuộc điều tra hình sự về tai nạn máy bay QZ-8501 của hãng AirAsia sau khi có thông tin cơ phó người Pháp đã điều khiển phi cơ ngay trước khi thảm họa xảy ra. Pháp sẽ điều tra khả năng ngộ sát liên quan đến vụ tai nạn này. Trước đó, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Indonesia cho biết cơ phó người Pháp Remy Plessen đã điều khiển chiếc Airbus A320-200 trước khi nó rơi xuống biển. Plessen có ít kinh nghiệm hơn cơ trưởng Irianto, người từng là phi công lái máy bay chiến đấu và có khoảng 20.000 giờ bay. Tuy nhiên, gia đình Plessen ở Pháp đã đệ đơn kiện hãng AirAsia Indonesia vì gây nguy hiểm tới tính mạng người khác, bởi hãng này không được phép khai thác chặng bay giữa Surabaya, Indonesia và Singapore vào ngày xảy ra thảm họa. Chuyến bay QZ-8501 rơi xuống biển Java hôm 28 tháng 12 trong điều kiện thời tiết giông bão khi đang bay từ Surabaya tới Singapore. Lực lượng chức năng mới chỉ trục vớt được 72 thi thể hành khách trước khi tạm hoãn công tác tìm kiếm. Chốt phiên giao dịch ngày 30 tháng 1 tại thị trường New York, Mỹ, tức là vào sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đột ngột tăng mạnh thêm gần 4 đô la Mỹ mỗi thùng sau một thời gian dài giữ kỷ lục thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ vào tháng 3 năm 2015 chốt phiên ở mức 48,24 đô la Mỹ một thùng, tăng 3,71 đô la Mỹ một thùng. Trên sàn giao dịch London, giá dầu thô Brent biển Bắc vào tháng 3 năm 2015 tăng 3,46 đô la lên 52,99 đô la một thùng. Theo giới phân tích, việc nhiều nhà đầu tư lớn tuyên bố cắt giảm các khoản đầu tư ngắn hạn trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng đã khiến giá dầu tăng mạnh. Ngoài ra, có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ có sự cắt giảm lao động lớn trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Báo trước thị trường này sẽ khó khăn trong trung hạn cũng là một lý do khiến giá dầu tăng. Doanh số bán hàng vượt trội của các mẫu điện thoại iPhone 6 màn hình rộng đã khiến thị phần của hãng Apple dâng lên ngang ngửa với tập đoàn công nghệ Samsung của Hàn Quốc, đồng thời trở thành một trong hai nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới. Việc Apple dâng lên trở thành đối trọng với Samsung gây bất ngờ cho giới phân tích bởi hãng công nghệ của Mỹ này chủ trương tăng giá bán sản phẩm vào thời điểm các nhà tiêu dùng trên thế giới có xu hướng chọn mua các thiết bị cầm tay với giá cả phải chăng. Theo khảo sát của hãng nghiên cứu phân tích chiến lược vừa công bố, trong 3 tháng cuối năm 2014, Apple đã bán ra 74,5 triệu điện thoại iPhone 6 và iPhone 6 Plus, ngang ngửa với doanh số bán điện thoại thông minh của Samsung vào cùng thời điểm. Trong khi đó, một cuộc khảo sát riêng rẽ của công ty dữ liệu quốc tế IDC công bố cùng thời điểm cho thấy, doanh số bán thiết bị thông minh này của Samsung có phần nhỉnh hơn Apple một chút với 75,1 triệu sản phẩm được bán ra. Hiện thị phần của hai hãng sản xuất công nghệ này chiếm gần 20%, theo sau là các hãng Lenovo, Huawei và Xiaomi đều của Trung Quốc, với thị phần ở mức một con số. Học viện Mỹ thuật Hà Bắc Trung Quốc đang thu hút nhiều sự chú ý với tòa kiến trúc mới xây dựng hoành tráng và hao hao trường phù thủy Hogwarts trong loạt truyện khoa học viễn tưởng Harry Potter nổi tiếng. Hình ảnh ngôi trường ấn tượng này được lan truyền nhanh chóng và ngày càng được nhiều người thích thú xem nó như một phiên bản ngoài đời thực của trường Hogwarts. Tuy nhiên, các kiến trúc sư khẳng định không lấy cảm hứng từ thế giới tưởng tượng của truyện Harry Potter. Họ thích gọi tác phẩm của mình là lâu đài lọa lem hơn vì nó có tháp đồng hồ khổng lồ giống tòa lâu đài cổ tích. Công trình độc đáo này là một nơi khá tuyệt vời dành cho các sinh viên đam mê nghệ thuật. Chúng tôi không bắt chước Hogwarts, mà chỉ tham khảo từ phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp với những ý tưởng sáng tạo riêng. Nhà trường muốn tạo cảm hứng cho sinh viên, chính vì lối kiến trúc cổ tích ấn tượng này sẽ là môi trường cho họ thỏa sức sáng tạo. Tòa nhà tuyệt đẹp này được xây dựng từ đầu năm 2014 với kinh phí khoảng 3,8 triệu đô la Mỹ.
Chuyển sang phần tin thể thao, Bayern Munich bại trận thảm hại ngay ngày đầu tiên trở lại Bundesliga trong năm 2015. Đây thực sự là một cú sốc đối với hùm xám và người hâm mộ câu lạc bộ. Tuy nhiên, với những cổ động viên trung lập thì việc Bayern có thua 1-4 hay là đậm hơn nữa lại là một điều đáng mừng bởi cuộc đua đến ngôi vô địch Bundesliga vì thế cũng bớt nhàm chán hơn. Thất bại này có thể được xem là trận thua đầu tiên ở Bundesliga kể từ tháng 10 năm 2012 của Bayern. Trong hơn 2 năm qua, hùm xám Bavaria từng thua một trận vào cuối mùa trước, nhưng đó là trong thế huấn luyện viên Guardiola và các học trò đã đủ điểm để vô địch Bundesliga. Bastos mở tỷ số ngay phút thứ tư và chính anh ghi bàn nâng tỷ số trong phút bù giờ của hiệp 1. Sang hiệp 2, cựu cầu thủ Chelsea Kevin De Bruyne lập cú đúp, xen giữa là bàn danh dự của Jan Bennett. Thua trận lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm ngoái, Bayern đã để Wolfsburg rút ngắn khoảng cách xuống còn 8 điểm. Hùm xám thua 4 bàn trong giai đoạn lượt đi của mùa giải năm nay, nhưng chỉ qua một trận với Wolfsburg, thủ môn Manuel Neuer đã nhận đủ số bàn thua ấy. Cách đây không lâu, David Moyes từng đánh bại ông lớn của La Liga là Barcelona. Liệu chăng ông có tiếp tục gây sốc trước Real Madrid trong bối cảnh đối phương không có sự phục vụ của Ronaldo? Trong cả tuần qua, báo giới trên khắp thế giới đã tốn quá nhiều giấy mực để nói về sự kiện Ronaldo dính thẻ đỏ trong trận đấu với Córdoba và bị treo giò 2 trận. Đây là tổn thất không hề nhỏ của kênh Cành Trắng trong cuộc chiến với Real Sociedad tại vòng 21 La Liga. Tuy nhiên, với những ngôi sao còn lại trong đội hình, đội bóng hoàng gia hứa hẹn sẽ phục hận thành công. Cái tên đáng chú ý nhất bên phía đội khách đương nhiên là cựu huấn luyện viên MU David Moyes. Kể từ khi lên nắm quyền, ông chỉ giúp đội thắng 3 trên 9 trận gần nhất ở La Liga. Thế nhưng, đội bóng của Moyes luôn tỏ ra khó chịu với các ông lớn. Đáng chú ý nhất là việc ông đã quật ngã Barcelona hồi tháng 1. Trước đó, Real Sociedad cũng từng gây sốc với những chiến thắng trước Real Madrid ở lượt đi. Ferrari vừa ra mắt chiếc F1 phiên bản 2015 SF15T nhằm phục vụ tham vọng trở lại con đường chiến thắng sau nhiều mùa giải liên tiếp thất bại. Chiếc xe mới của Ferrari cùng với sự xuất hiện của siêu sao Sebastian Vettel sẽ thay thế chiếc F14T của mùa giải 2014. Chiếc xe duy nhất của Ferrari kể từ năm 1993 cho đến nay không được nếm mùi chiến thắng trên đường đua F1. Ban lãnh đạo không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chiếc xe mới, nhưng vẫn khẳng định SF15T sẽ là nền móng của thành công trong tương lai. Tay đua từng 4 năm liên tiếp vô địch, Sebastian Vettel tỏ ra khiêm tốn trong lễ giới thiệu chiếc SF15T, cũng như cơ hội thành công của Ferrari trong mùa giải tới. Tuy nhiên, anh và đồng đội Raikkonen sẽ làm hết sức có thể để đưa đội trở lại với vinh quang. Khi mà gần 30.000 khán giả có mặt tại đấu trường Tele2 Arena ở Stockholm, Thụy Điển còn chưa ngồi ấm chỗ thì trận đấu giữa hai võ sĩ Amikani gặp Andy đã kết thúc. Chỉ vài giây sau khi trọng tài ra tín hiệu bắt đầu, băng đòn đầu gối bay theo kiểu Muay Thái, Amikani khiến đối thủ choáng váng rồi liên tiếp tung thêm những cú đấm chí mạng. Trận đấu dừng lại với chiến thắng bằng knockout cho võ sĩ điển trai người Phần Lan ở giây thứ 8. Chiến thắng chống vánh chỉ sau 8 giây, võ sĩ gốc Iran Marwan Amikani đi vào lịch sử giải vô địch đối kháng đỉnh cao UFC với tư cách là võ sĩ hạng long hạ đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Điều đặc biệt, đây mới chỉ là trận thắng bằng knockout đầu tiên của tay đấm 26 tuổi khi trải qua 13 trận đấu tại UFC với thành tích 11 thắng, 2 thua. Thưa quý khán giả, người dân đồng bằng sông Cửu Long đang được hưởng những ngày thời tiết đẹp nhất trong năm. Cụ thể thời tiết những ngày cuối tuần sẽ như thế nào? Hữu Trí sẽ thông tin chi tiết đến quý khán giả ngay sau đây. Nhưng vì những thông tin cụ thể thì về đêm và sáng sớm ngày mai có thể trời sẽ hơi se se lạnh với nền nhiệt ở vào khoảng từ 20 cho tới mức 22 độ. Nhưng mà từ 9 giờ trở đi khi mà nắng lên đều thì nhiệt độ có thể đạt ở mức từ 29 cho tới 30, không khí khá là mát mẻ. Tiết trời lý tưởng như vậy lại đúng vào ngày Chủ nhật cuối tuần, thật là tuyệt vời cho những ai có kế hoạch dạo chơi và khám phá vẻ đẹp, nét duyên dáng của tỉnh Long An. Quý khán giả có thể đến với khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen hay là làng cổ Phước Lộc Thọ. Trời nắng vừa phải, nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng 30 độ, khá là dễ chịu. Chỉ có một lưu ý nhỏ về độ ẩm lúc giữa trưa khá là thấp, có lúc còn ở khoảng 55%, khiến cho cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi. Vì vậy, quý khán giả nhớ bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể của mình. Về nhiệt độ cụ thể ở các tỉnh thành khác của Nam Bộ, dự báo ngày mai ở thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho tới mức là 30 độ. Ven biển các tỉnh từ Tiền Giang xuống tới Cà Mau, nhiệt độ khá đồng đều ở mức là 29 độ.
Đông Nam Bộ sẽ là khu vực có nền nhiệt cao nhất trong toàn miền với mức nhiệt từ 31 cho tới 32, chỉ riêng Bà Rịa Vũng Tàu là 28 độ. Chuyển sang thời tiết biển, dự báo ngoài khơi từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, khu vực hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có gió mạnh ở cấp 5, cấp 6, giật ở cấp 7 và những con sóng cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Bà con ngư dân cần hết sức lưu ý khi mà di chuyển qua những khu vực này. Chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của VTV Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.